Thưa quý vị, thay mặt ban biên tập sản xuất chương trình Sống vui, phát sóng hàng tuần trên kênh VTV2 Đài truyền hình Việt Nam, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất tới sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thưa quý vị khán giả, rất nhiều người bị mất ngủ, ngủ ít, ngủ không sâu giấc, đủ giấc đã được hướng dẫn dùng thuốc ngủ Tây y. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc ngủ Tây y kéo dài có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, vì vậy yêu cầu đặt ra lúc này là cần phải có một giải pháp thay thế an toàn hơn, hiệu quả hơn, giúp người bệnh có thể có được một giấc ngủ sinh lý bình thường. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về vấn đề những tác hại của thuốc ngủ Tây Y và giải pháp thay thế thuốc ngủ Tây Y qua sự chia sẻ của chuyên gia Trần Đình Ngạn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ chuyên gia. Vâng chào MC ạ. À. kính chào cô quý vị khán giả. Thị ơi, dạo gần đây em thấy cơ thể là mệt mỏi này, rồi kém ăn, sức khỏe thì đi xuống. Mà đầu óc em ấy Dạo gần đây không hiểu sao mà cứ nhớ nhớ quên quên Cho nên là em muốn bác sĩ khám cho em Xem em có bệnh gì không ạ ừ, Chị cho tôi biết là chị có bệnh lý gì mãn tính không Và dạo gần đây chị có tự ý sử dụng thuốc gì không Em thì em có bệnh lý là bị bệnh gan Và mất ngủ mãn tính Dạo gần đây thì em bị mất ngủ liên miên Có nghĩa là ngày nào em cũng không ngủ được ấy Cho nên là em đã tự ý sử dụng thuốc tây y mà ngày nào em cũng phải uống Có nghĩa là phải uống thuốc thì em mới ngủ được ạ ờ, Chị cho tôi biết là chị dùng thuốc kéo dài bao nhiêu lâu rồi? Ờ, em dùng khoảng 2 tháng rồi ạ Bây giờ chị đi làm một số cái xét nghiệm này và siêu âm Sau đó quay lại để gặp tôi nhé Dạ vâng ạ Chào à, chị Bác sĩ ơi, em có kết quả rồi ạ bác sĩ xem giúp em đấy ạ siêu âm thì không có vấn đề gì xét nghiệm nhưng mà theo như kết quả xét nghiệm cho thấy ấy, thì Gan thì bị nhiễm mỡ Do rối loạn chức năng gan ờ, Đây cũng là lý do mà chị uh, mệt mỏi Chán ăn Và nguyên nhân dẫn đến uh, Về sức khỏe và tâm lý của chị như thế này Chị biết là do đau không? Em Em không ạ Em nói thật với bác sĩ chứ nếu mà em biết ấy, thì Em đã không đến đây gặp bác sĩ rồi ạ <laughs> <laughs> Nguyên nhân ấy Là do chị đã tự ý Dùng thuốc ngủ không theo chỉ định của bác sĩ Ôi bác sĩ ơi Tự ý dùng thuốc ngủ mà cũng nguy hiểm như thế ạ? À? May mà chị còn đi khám sớm đấy Và không sử dụng thuốc ngủ lâu ngày Chứ nếu không là rất nguy hiểm Ôi bác sĩ ơi Thế bây giờ em phải làm thế nào ạ? À? Chứ em mà không uống thuốc ngủ ấy thì em không ngủ được ừ, Thôi được rồi Bây giờ tôi sẽ kê đơn cho chị nhá Vâng ừ, Tôi khuyên chị là nên chuyển sang sử dụng các sản phẩm thảo dược, không nên dùng thuốc tây nữa, các sản phẩm an thần thảo dược có các thành phần như là lạc tiên này, sơn dược này, mạch môn này, thảo quyết minh này, để mà từng bước thay thế thuốc ngủ tây, y. chị nhớ chưa? Em nhớ rồi ạ. Cái này thì sẽ giúp cho chị giải quyết được tình trạng mất ngủ lâu năm giúp cho chị có một giấc ngủ sâu hơn lấy lại giấc ngủ tự nhiên cho chị và giải pháp này là một giải pháp thay thế thuốc ngủ tây y rất là an toàn mặc dù là nó không thể nhanh được như là thuốc ngủ tây y nên là chị phải kiên trì nhé dạ vâng ạ bác sĩ nói thì em xin nghe ạ chỉ cần là ngủ được mà không mệt rồi tinh thần thoải mái không bất an đầu óc nó được thông thoáng ấy thì khó mấy em cũng làm được ạ. Em cảm ơn ạ. Thưa chuyên gia Trần Đình Ngạn, à, có những dạng mất ngủ như thế nào và cách điều trị ra sao ạ? Các cái dạng mất ngủ ấy thì người ta có thể dựa trên cái nhiều cách. Thì cái thứ nhất đấy là một cái dạng mất ngủ là mất ngủ đầu giấc. Đấy nhé, khi ta nằm xuống thì có rất nhiều người ta chỉ giấc 7 phút là người ta đi vào cái giấc ngủ. Thế nhưng mà có những anh thì nó vẫn lên giường nằm chằn chọc, suy nghĩ việc này việc kia, có khi hàng giờ không ngủ được. Thế cái thứ hai tức là các cái mất rủ nó, nó ngắt quãng, tức là vào đầu giấc có thể anh nằm anh ngủ ngay được tí, nhất là người già đấy. Thế nhưng mà đến độ khoảng lực một vài tiếng đồng hồ thì lại thức giấc. Thế rồi à, cũng có người mà hay giấc mất ngủ cuối giấc, tức là bình thường người ta 5-6 giờ nó mới dậy thì có khi 2-3 giờ đêm đã dậy rồi, xong nằm không ngủ lại được nữa, thì đấy là người ta gọi là giấc ngủ, mất ngủ cuối giấc. Và cái cuối cùng mà thế nặng hơn ý, tức là mất ngủ trắng đêm, tức là nằm suốt từ tối đến sáng không chớp mắt được tí nào thế còn à, à, nếu mà theo à, cái thời gian thì người ta chia đây là một mất ngủ cấp tính thì à, có những người mà à, cũng vì một cái lý do công việc hoặc stress hoặc là cái điều gì phải suy nghĩ đấy thì à, cũng có thể đêm nay mất ngủ nhưng mà ngày mai thì đấy à, mất vẫn ngủ được cái ngủ mất ngủ ấy nó chỉ trong vòng dưới một tháng thôi thế sau đó người ta khắc phục được bằng thuốc khắc phục là người ta bằng cái vệ sinh giấc ngủ người ta khắc phục được thế còn một cái thể nữa là à, cái thể mất ngủ trên một tháng bằng mọi cái biện pháp nào là thể dục nào là ăn uống là thay đổi uống thêm thuốc đông y thuốc tây vân vân mà vẫn sau một tháng rồi vẫn không khắc phục được thì người ta gọi đây là mất ngủ mãn tính còn một cái phân loại nữa tức là theo cái nguyên nhân đấy có nhiều trường hợp thì trả theo cái nguyên nhân đến cả tự nhiên thôi thế nhưng mà phần lớn ấy, những các cái mất ngủ là cũng hay gặp ở trong các cái trường hợp là có bệnh tật đấy và những các cái bệnh mà có thể gây nên mất ngủ ví dụ như là đái tháo đường, ví dụ như là à, cao huyết áp. À, về vấn đề đi điều trị thì à, cái hàng đầu ấy thì tôi nghĩ rằng là ngủ đúng giờ, ăn đúng giờ, dậy đúng giờ, cái đó một cái thời khóa biểu rất là quan trọng. Cái làm việc cũng đừng có để tránh cái tình trạng ảnh hưởng đến cái stress nhiều quá, vâng ạ, à, lo nghĩ nhiều quá. Thế rồi à, không dùng những cái thuốc kích chất kích thích. Thế và hàng ngày thì à, trong cái quá trình điều trị ngoài thuốc ra thì ta chú ý đến khắc phục những cái điều tôi vừa nói và đồng thời phải có tập thể, thể dục thể thao tôi cũng có một số trường hợp người chữa bằng dân gian đấy tức là ngâm chân nước ấm này, ví dụ như thế thế thì đây là những cái cái vấn đề thuộc về vệ sinh giấc ngủ cái thứ hai tức là chúng ta có thể sử dụng thêm những các cái thuốc an thần đông y nó cũng có rất có có hiệu quả tốt cho cái giấc ngủ phục hồi giấc ngủ nhưng ít độc hại cho cơ thể trong cái khi mà chúng ta dùng thì chúng ta thấy rằng nó có một cái chuyện là nó không nhanh, nó không ngay tức khắc và điều trị cái này là phải điều trị một cách kiên trì chứ không thể nóng vội được. Thứ ba nữa là là khi mà chúng ta đã kết hợp với lại các cái uh, vệ sinh giấc ngủ rồi, các thuốc ăn thần đông y rồi mà uh, cái kết quả đối với giấc ngủ nó chưa được cải thiện bao nhiêu thì nên đi khám bác sĩ và chỉ nên uống các cái thuốc tân dược hoặc là các phương pháp điều trị do bác sĩ chỉ định và có hướng dẫn. Khi trong cái quá trình điều trị mà chúng ta phải dùng các cái thuốc tân dược để mà nó cải thiện được giấc ngủ đấy, thì ta vẫn cứ phải nên tăng cái lưu thông máu lên não, ta chống cái gốc tự do. Thế và khi ta đã tương đối là ổn định được cái giấc ngủ rồi, thì ta có thể giảm dần và có thể thôi các thuốc tân dược và ta dùng các cái giả thảo dược. Khi chúng ta điều trị cái vấn đề này ấy, thì chúng ta cũng không thể vội vã được. Vì cũng có những trường hợp đã mất ngủ lâu lâu năm lắm rồi phải không ạ? Hoặc là tuổi tác chúng ta cũng đã à, cao tuổi rồi các bạn. Thì cũng không thể vội được thưa chuyên gia nhiều người biết rằng là việc sử dụng thuốc tây y lâu dài để điều trị mất ngủ thì sẽ gây nên rất nhiều những cái hệ lụy xấu đối với sức khỏe của người bệnh vậy thì chuyên gia có thể cho quý vị khán giả biết là những cái hệ lụy đó là gì và làm thế nào để chúng ta có thể tránh được nó ạ à, những các cái thuốc tân dược ấy, thì ta thấy là nó có hiệu quả Nhá, nó hiệu quả thế nhưng mà nó lại cũng có rất có rất nhiều những các cái bất lợi À, cái thứ nhất ấy là à, một số trường hợp mà uống các cái thuốc à, ngủ ấy, thì nó dẫn đến một cái tình trạng tức là tối cũng được giấc ngủ tốt nhưng sáng mai dậy thì thường là uể oải mệt mỏi suy giảm trí nhớ dễ quên ảnh hưởng đến à, gan đến thận thế và à, một số trường hợp mà các cái thuốc gây ngủ ấy, thì nó cũng à, hay gây đến chuyện là khô miệng thế rồi à, nếu mà một số thuốc nữa thì nước à, uống liều cao mà kéo dài quá bảy ngày thì đã gây nên nghiện không có nó không chịu được thế nhưng mà cái nguy hại nhất ấy là à, những cái uống thuốc lần sau ấy, thì lại hiệu quả không được bằng lần trước nữa thế rồi một số nữa thì à, do nó à, tác động lên hệ tim mạch cho nên một số trường hợp uống kéo dài thì cũng có thể dễ đi chẳng hạ huyết áp thế và chính cái hạ huyết áp ấy thì nó mệt mỏi và cũng một đôi khi nó có, có hoa mắt sóng mặt theo chuyên gia thì có những giải pháp nào giúp điều trị mất ngủ hiệu quả, khắc phục được những hệ lụy xấu do việc sử dụng thuốc ngủ tây Y gây ra? À, như chúng ta đã biết rằng là thuốc ngủ tây y thì có những hiệu quả như tôi đã nói, phải không ạ? Thế nhưng mà nó cũng có rất nhiều cái hệ lụy và chúng ta cũng vừa mới nói rồi. Thế thì một cái biện pháp mà tôi thấy hiện nay có hiệu quả, tức là mục đích của chúng ta là làm sao để đưa được vào cái giấc ngủ sớm này thế là ngủ được kéo dài được cái giấc ngủ này, đẩy giấc này nhé và lại không có một cái tác dụng phụ nào thì đấy là những các cái à, thảo dược đấy à, ví dụ như là lạc tiên thảo quyết minh thế rồi là củ bình vôi nhé, nhé thế rồi là lá vông à, cái sản phẩm nó mang tính chất tiên phong đó là cái à, an thần vinh giả các cái thành phần của cái của cái sản phẩm này đấy thì nó hoàn toàn 100% là thảo dược và nó rất là an toàn và ứng dụng cái bài thuốc cổ truyền ấy thì nó có cái tác dụng rất là an thần vào cái giấc ngủ được và nó ngủ, dâu sức, ngủ sâu giấc, đấy nó đạt điều cơ là sáng mai dậy thì người ta cũng thấy khoan khoái khỏe mạnh thế và nó giảm cái việc mà chúng ta phải phụ thuộc vào cái thuốc ngủ tân dược nó được sản xuất ở một cái nhà máy hiện đại gmp sao thiên y được bộ y tế người ta kiểm duyệt và người ta cho lưu hành trên thị trường thế rồi chúng ta thấy rằng là cái sản phẩm này thì được phân phối bởi công ty cổ phần dược phẩm vinh dạng thế thì cũng là rất là tốt thì tôi nghĩ đây cũng là một cái biện pháp mà nó đưa chúng ta đến một cái giấc ngủ hoàn toàn tự nhiên mang tính sinh lý tự nhiên tức là vào một giấc ngủ sâu và kéo dài được cái thời gian ngủ trên hoặc là 7 tiếng trở lên và sáng dậy thì chúng ta thấy uh, sức khỏe ra được tái tạo lại không gỗ ở hoài uh, đặc biệt nhất là nó an toàn nó không có một cái tác dụng hại nào uh, nó khắc phục được những các cái nhược điểm uh, của các cái thức uh, tân dừa đối với những trường hợp mà uh, cái rối uh, loạn giấc ngủ nhẹ và trung bình đều có thể sử dụng tốt uh, chúng ta biết rằng là mất ngủ ấy, đó là cái rối uh, loạn của các cái gốc tự do nó tăng uh, cái gốc tự do trong cơ thể chúng ta thế cho nên cái việc mà ngoài cái việc chúng ta thấy tác dụng gây ngủ ra rồi ấy, thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải phục hồi lại cái não của chúng ta bằng cái việc tăng cường máu đưa lên não chống gốc tự do đó là chúng ta dùng ginkgo biloba, cao blueberry và phúc Sun và những các cái việc này ấy nó kết hợp với nhau nên trong cái sản phẩm gọi là vin the man plus nếu kết hợp được cái ăn thần visa với cái vin the man plus thì có thể đây là một cái phương pháp điều trị đối với hiện tượng mất ngủ có hiệu quả tốt. Thế và chúng ta đang dùng các cái thuốc tân dược. Đấy mà để giảm bớt những các cái tác dụng phụ của nó thì chúng ta có thể tiến hành giảm dần liều, đấy, giảm dần liều thuốc tân dược và ta kết hợp thêm với lại à, các cái an thần visa. Đấy, theo cái liều hướng dẫn. Thế và tiến tới một cái thời gian sau mà cái an thần visa nó có tác dụng tốt thì ta có thể thay thế được À, các cái thuốc tân dược để nó tránh được những các cái nguy hại. Thế và ngoài dùng các cái thuốc an thần, ạ thì nên dùng các cái thuốc tuần tăng cái tuần hoàn não, chống gốc tự do là rất quan trọng trong cái điều trị chứng mất ngủ. Thế khi chúng ta điều trị cái chứng mất ngủ thì để có tác dụng tốt, thì chúng ta kết hợp thêm vệ sinh giấc ngủ. Thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái biện pháp tốt để trong cái phương pháp điều trị đối với những các cái chứng mất ngủ. Từ xa xưa, Lạc Tiên, Thảo Quyết Minh, Mạch Môn, Sơn Dược, Mẫu Lệ, Bình Vôi, Lá Vông, Phục Linh đã được con người sử dụng trong việc nâng cao chất lượng giấc ngủ, giúp dễ ngủ, ngủ sâu và ngon giấc, hỗ trợ giảm suy nhược thần kinh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Vinh Gia hỗ trợ An Thần dễ ngủ, ngủ ngon giấc nhờ chứa các thảo mộc thiên nhiên như Lạc Tiên, Thảo Quyết Minh, Mạch Môn, Sơn Dược, Mẫu Lệ, Bình Vôi, Lá Vông, Phục Linh. An Thần Vinh Gia cho các tác dụng hiệu quả trong việc hỗ trợ An Thần dễ ngủ, ngủ ngon giấc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng mất ngủ, suy nhược thần kinh. Sản phẩm dùng tốt trong các trường hợp người bị mất ngủ, khó ngủ, ngủ không ngon giấc, suy nhược thần kinh. Sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Kết quả xét nghiệm bình thường. Thế dạo này à, chị đã ngủ ngon lại chưa? Có dùng thuốc đầy đủ đều đặn như tôi đã kê không? Có chị ạ. À. Từ cái ngày mà em nghe lời bác sĩ ấy về em đã kiên trì sử dụng cái sản phẩm an thần vinh gia từ thảo dược để thay thế thuốc tây y trong vòng khoảng 2 tháng ấy ạ và khi mà em dùng cái an thần thảo dược đấy ấy, thì em cảm thấy là mình ngủ ngon hơn ngủ sâu hơn và ngủ không bị đứt quãng nữa với lại là cái thời gian mà em ngủ ấy thì kéo dài được tầm 6 đến 7 tiếng em thấy tinh thần nó thoải mái này nó vui vẻ hơn và nó lạc quan hơn rất là nhiều nhưng mà có một điều em thắc mắc là thỉnh thoảng nhé Em vẫn có cái triệu chứng là hơi đau đầu, hơi chóng mặt, chắc có thể là do em bị mất ngủ liên miên trong cái khoảng thời gian lâu như thế, cho nên là em mới có cái hiện tượng đấy đúng không ạ? Uhm. Tình trạng mất ngủ của chị kéo dài nên là các tế bào thần kinh bị tổn thương. Uhm, tôi khuyên chị nên uống thêm viên uống Vin the Man Plus. Tôi sẽ kê cho chị ngay sau đây. Cái viên uống Vin the Man Plus này thì có chứa cao blueberry này. Gingobi biloba này, fusitamin, chondroitin giúp tăng cường máu lưu thông lên não để bảo vệ những cái tế bào thần kinh, bảo vệ hệ thần kinh. Chị cũng nên dùng đều đặn hàng ngày. Vâng, em nhớ rồi ạ. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và lắng nghe những chia sẻ đến từ chuyên gia Trần Đình Ngạn tới đây thì chương trình của chúng tôi xin được kết thúc nhân đây cũng xin được cảm ơn nhãn hàng An Thần Vinh Gia giúp an thần dễ ngủ ngủ ngon giấc 100% từ thảo dược của dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành cùng chương trình quý vị và các bạn nếu như có thắc mắc thì hãy gọi điện tới tổng đài miễn cước của chúng tôi 1800 558889 hoặc số hotline 24 trên 7 0896 509 509 ngoài ra quý vị cũng có thể gửi thư về hòm thư sống khỏe a à còng bác sĩ tư vấn vn hoặc truy cập vào website bác sĩ tư vấn vn để tìm hiểu thông tin chi tiết. Tới đây một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu bạn thấy video này hữu ích hãy nhấn like chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.